chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong ạ. Mình đang có mặt ở vườn anh Dũng, mình vẫn làm video chia sẻ với mọi người. Bên anh cũng có sử dụng thuốc chống phân tầng quả, rồi cách biện pháp xử lý giống như bên mình. Cam của anh quả rất là đẹp luôn mọi người nhé. Có vấn đề đó là vỏ nó hơi bị xù một tí, nhưng thật ra cái nguyên nhân và cái sợ của cái xù vỏ này thì không đáng lo ngại mọi người nhé. Tại vì nó cũng chỉ là cái quá trình để nó tập trung các chất dinh dưỡng nó nuôi quả thôi. Nhưng cây đó ít quả thì vỏ nó sẽ dày và nó xù, thì sau này nó sẽ hơi to thôi. Những cái cây mà nó sai quả thì quả nó sẽ bé và nó sẽ bóng. Không tin các bạn cứ để ý xem trên cây của nhà mình, cả một cây đó những cái cành nào mà sai thì quả nó chia ra thì nó vẫn là bóng quả, còn những cái cành mà nó ít quả thì quả nó vẫn xù vỏ mọi người nhé. Đó là do cái quá trình hình thành tập trung các chất dinh dưỡng nó nuôi cái cành đó, nó nhiều thì nó sẽ đẩy cho quả nó lớn nhanh và to thì vỏ phải xù. Đó là cái nguyên lý bình thường, nó sẽ không rụng đâu mọi người nhé, nên là không đáng lo ngại lắm. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất bây giờ đặt ra là chúng ta phải làm sao khắc phục được cái tình trạng sau này nó chín nó sẽ bị không bị khô múi và nó không bị xốp quả long óc đó. Đấy là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thì hôm nay em sang vườn của anh Dũng em làm video, em cũng muốn mời mọi người tham quan vườn của anh Dũng xem cây và quả phát triển như thế nào. Trong nội dung video hôm nay em sẽ xin chia sẻ với mọi người về cái nguyên nhân và cách khắc phục cái tình trạng cây cam đường canh bị khô múi, xốp quả long óc đó mọi người. Cái bệnh này thì mình phải khắc phục từ rất là sớm. Thì hôm nay em xin chia sẻ với mọi người, thì mọi người hãy đi cùng em hết video để mọi người cùng biết cách, ví dụ những ai chưa biết cách và cái nguyên nhân cũng như là cách khắc phục cái tình trạng này thì mọi người hãy đi hết cùng em với video thì mọi người sẽ biết mọi người nhé. Và bây giờ em xin chia sẻ với mọi người thì nguyên nhân và cách khắc phục cái bệnh xốp quả khô múi này. Thì thực sự chia sẻ với bà con thì nguyên nhân thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng xoay quanh chủ yếu là ở hai cái nguyên nhân chính. Một đó là do bị mất cân đối về chất dinh dưỡng, và thứ hai là do bộ rễ bị nghẹt, có nghĩa là cái tầng lớp đất là bị nì chặt, nó không đưa được các chất dinh dưỡng lên để nó nuôi lá nuôi quả. Đó là do bị nghẹt bộ rễ, mặc dù là các nhà vườn có khi cho ăn hàng năm vẫn đủ đúng giai đoạn và đủ chất, nhưng mà bộ chất nó nì chặt quá, nó không hấp thụ được chất dinh dưỡng nó đưa lên cây, nó vẫn dẫn ra tình trạng bị xốp quả. Đó là hai cái nguyên nhân chính xoay quanh mà vấn đề bị xốp quả, bị khô múi mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ cùng với mọi người đi phân tích từng cái nguyên nhân một, cũng như là cách khắc phục ở từng cái nguyên nhân. Thì xin chia sẻ với mọi người, thì mọi người đang xem video, thấy video mình chia sẻ với mọi người hữu ích cũng như là giúp được cho mọi người, thì mọi người nhớ cho mình một like cũng như là nút đỏ đăng ký ở phía dưới nếu như chưa đăng ký, để ủng hộ tinh thần cũng như là nhận được sớm nhất những cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ cùng với bà con và các bạn phân tích từng nguyên nhân một. Một là nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân bị mất cân đối về chất dinh dưỡng mọi người nhé. Thì xoay quanh cái vấn đề này thì quan trọng chủ yếu là chúng ta cho ăn và phun thuốc ở bên trên để cung cấp chất dinh dưỡng cho nó đầy đủ. Đơn giản nhất ví dụ như chia sẻ với mọi người là ví dụ như hàng năm mọi người lên cho phân ăn, thì mọi người lên cho những dòng phân NPK thì NPK phải là tổng hợp cân đối. Ví dụ như cái dòng đạm, lân, kali là phải cân đối để nó hấp thụ được các chất dinh dưỡng, nó điều hòa cây nó rất là tốt. Thì mọi người phải vãi ví dụ như dòng 15, 15 hoặc 16, 16. Đó tùy vào thời điểm để mọi người cho. Thì mình cũng đã có những cái video mình chia sẻ với mọi người rồi. Còn nếu như mọi người bón như nhà vườn mình, thì nhà mình sẽ bón hữu nghị và mình tăng cường thêm lân. Đó, thì thằng hữu nghị thì nó thường thường là nó có các chất như đạm là 12 và kali là 19 và lân là chỉ có 5. Thì mình lại bù thêm lân vào thì nó cũng vẫn là tổng hợp cân đối mọi người nhé. Đó là cái về cái cho ăn thì mọi người lên cân nhắc để cho ăn, ví dụ dòng NPK. Còn nếu như mọi người chuyển thành dòng phân hữu cơ để mà tưới được dạng trực tiếp để cho ăn thì bộ rễ của nó sẽ hấp thụ cực nhanh. Ví dụ như các bạn ngâm cá, ngâm trứng, ngâm chuối hoặc là ngâm đậu tương các bạn tưới thì quả cam nó rất là phát triển, nó rất là đẹp và cây nó cực khỏe. Đó là dòng phân hữu cơ. Thì mình cũng đã có những cái video mình chia sẻ với mọi người về cách ngâm và cách phun tưới như thế nào nó hiệu quả để mọi người cùng xem. Và muốn biết được thì mọi người vào trong kênh mọi người xem mọi người nhé.
đó là cái choan và cái phun thuốc ở bên trên. Thì mọi người phải nhớ là phun những cái dòng như vi lượng, ví dụ như cam, cây cam của các bạn nếu có hiện tượng hàng năm bị lứt nhiều thì mọi người mới tăng cường những bo và canxi phun nhiều. Còn nếu như mà không bị lứt mấy thì bà con chỉ phun duy nhất một lần hoặc hai lần, thì mình cũng đã có những video mình chia sẻ với mọi người ở trong kênh tại sao lại như vậy, thì mọi người vào mọi người xem. Thì mình chỉ phun bo và canxi chỉ 1 đến 2 lần nếu như nó không lứt. Còn nếu như mà nó lứt thì bà con phun cộng vào những lúc mình phun phân bón lá. Thì thường thì mọi người phải phun không, nếu không lứt nhá mọi người nhé, thì mọi người phun những cái dòng vi lượng và những cái dòng hoặc là sữa mình cũng đã chia sẻ với mọi người trong video, để mọi người phun ở bên trên để cho nó ăn qua lá, để nó cung cấp đủ các chất dinh dưỡng. Thì mặc dù quả nó xù, vỏ nó xù, thì sau này quả nó cũng vẫn to, thì nó vẫn mọng và bán được mọi người nhé, chứ nó không bị xốp quả, nó bị khô quả đó, mọi người. Như cây này thì không đạt lắm này mọi người, quả rất là lưa thưa luôn. Cây này lộc ra quá trời, cây này khả năng là ba cái khoanh mịn quá nên là nó đẩy hết mọi người, đúng thật. Đây mọi người này, quay lại cái vấn đề đó là mà cho ăn và phun qua lá thì các bạn phải lên phun sữa. Thì mình cũng đã có những cái video mình chia sẻ với mọi người, nó tổng hợp các axit amin rất là nhiều để nó cung cấp dưỡng chất ở bên trên mọi người nhé. Cũng phải cho nó ăn cả dưới cả trên thì nó mới đạt hiệu quả. Thì mọi người cho ăn ở bên trên là giúp cho nó ăn qua lá luôn, nó ăn trực tiếp luôn đó mọi người. Thường thường mình cho ở bộ rễ thì nó phải phân chia lên các tế bào, như ở lá kia thì nó phải đưa vào những cái chỗ nào thiếu luôn đó, nên là nó hấp thụ ngay trực tiếp, nên là qua bộ lá rất là hiệu quả và hay. Mình cũng đã có những video mình chia sẻ với mọi người rồi, đó là cái cách khắc phục về cái cho ăn mọi người nhé. Mọi người nhớ phải phun cho mình. Thì những cái phun ví dụ như mà thời điểm, ví dụ phun sữa, các bạn phun vi lượng mà dòng vi lượng mà cân đối cái loại đa lượng và trung lượng đó, thì mọi người phun làm sao một năm duy trì phun phải được 5 đến 6 lần là đẹp nhất mọi người nhé. Còn ví dụ như phun sữa thì thực sự thì nó là dòng phân hữu cơ, thì mọi người cứ tháng mọi người phun một lần cũng được. Hoặc như nhà mình đây, mình tháng có tháng mình phun 2 lần mọi người nhé. Đó là phun nguyên sữa, mình cũng đã có những video mình chia sẻ rồi. Đó là mình cho ăn để cho nó khỏi bị thiếu chất dinh dưỡng đó. Và đó là cái nguyên nhân thứ nhất là mình chia sẻ với mọi người cách khắc phục. Bây giờ mình sẽ phân tích cùng với mọi người cái nguyên nhân và cách khắc phục cái vấn đề thứ hai, đó là nó bị lì chặt, bộ rễ bị nghẹt bà con nhé. Thì mình phải làm như thế nào? Thì thực sự thì hàng năm thì nhà vườn chúng ta vẫn phải đào bầu, gọi là đào từ cách gốc tùy theo vành tán để mọi người làm. Tán đến đâu thì mọi người đào đến đấy, nhưng mà cái thằng cam canh thì mọi người phải đào vào trong tán, có nghĩa là bộ rễ của nó mình phải xử lý bộ rễ khi nó hơi đau một tí, và nó phải được cho bộ rễ mới ra thì cây nó mới khỏe và cũng như là nó do ra quả. Vậy nên là mình phải đào để cho nó hổng đất ra, sau đó mình sẽ bón những dòng phân chuồng hoặc là những vòng xuân hữu cơ các bạn cho xuống, và sau đó các bạn lấp lên thì nó sẽ tạo được cái độ hổng ở đất để nó giữ được cái oxy, nó có oxy ở dưới và nó đẩy quá trình, nó đẩy chất dinh dưỡng lên để nó nuôi quả mọi người nhé. Đó là cái để mình cộng tác để mình làm cho quả nó khỏi bị xốp một cách. Và cách thứ hai nữa là mọi người cũng phải lên để cỏ như này mọi người nhé. Thường ví dụ như nhà vườn nào mà phát sạch cỏ quá chẳng hạn, nó nì đất đi, nó mưa xuống nó nì đất, nó chặt lại, nhưng mà nó sẽ không có lỗ hổng. Nhưng chính cỏ như này, cái lưỡi, các rễ cỏ nó lại là cái đường truyền và đường dẫn cái oxy xuống để nó nuôi cái bộ rễ cây cam. Nên là thật sự thì vào những cái lúc cho ăn phân hoặc là những cái lúc nắng hạn, thì chúng vào những cái lúc ẩm, mưa nhiều chẳng hạn, và cái thời gian mưa ẩm thì chúng ta mới chấp nhận phải phát cỏ. Còn nếu không nắng hạn thì mọi người cứ để cỏ, và khi cho ăn thì mọi người mới phát, và phát cao lên một chút thôi để cái rễ, để cho nó dẫn truyền các chất mọi người nhé. Đấy là mình chia sẻ với bà con và các bạn về cái cách khắc phục và cái nguyên nhân mà dẫn ra để cái tình trạng nó bị cây cam nó bị khô múi. Đấy, mình chia sẻ với mọi người, và tất cả những cái gì mình muốn chia sẻ với mọi người thì mình đã nói hết ở trong kênh, và cũng như là hôm nay video mình muốn chia sẻ với mọi người đó là những cái thực sự mình nghĩ và mình làm, và mình cũng đã tìm hiểu và mình cũng đã trải qua, mình làm và thành công, mình chia sẻ với mọi người và các bạn. Cũng rất là mong các bạn, mọi người đang xem, yêu mến kênh và cũng như là tình cảm của mọi người dành cho mình, thì
mình sẽ luôn chia sẻ những video hay hơn nữa, và cũng như là giúp bà con về cái cách chăm cây cam. Mọi người hãy đăng ký và nút đỏ ở bên dưới cũng như là chuông báo để mọi người sẽ nhận được sớm nhất những cái video mình sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Còn đến đây bây giờ mình xin nói lời chào thân ái mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Thân ái nói lời chào mọi người nhé.